Với tổng cộng là 5.000 thuộc hạ, nên gọi hắn là đại thuyền trưởng. Hắn sở hữu trí lực đáng nể để vạch ra kế hoạch phá hủy lâu đài của Tứ Hoàng, đồng thời còn sở hữu sức mạnh đánh bại cả chỉ huy đáng giá 1 tỷ bê liền. Cuối cùng cũng xuất hiện vị hoàng đế thứ 5 của biển cả.